có là từ kim chi. Chị Sơn nói xin chào mọi người, hôm nay sẽ làm món kim chi cải thảo muối sỏi. Đầu tiên một bắp cải thảo mình rồi chẻ làm hai, xong chẻ làm tơ. Thì vừa rồi không biết là hành gì vậy. Mình muối sỏi cho nên là mình không để nguyên bắp, tại vì đây là cải thảo mùa hè mà, cho nên là mình sắc kiểu dọc dọc thì nè mọi người. Đây mình sắc kiểu như vậy nè mọi người. Cắt cái đầu của nó bỏ ra. Bên Việt Nam mình làm muối sỏi kiểu này ăn ngon, chứ đừng có muối theo kiểu như Hàn Quốc mùa đông, không có hợp, không có ngon. Rồi bây giờ mình sẽ hốt một lắm muối cục nha. Rắc nhẹ lên đây và xóc nó. Cái này đang ngồi đây, giờ đang còn cái này phát chín này đây. 바로 빠지도록. 왜냐면 물을 많이 먹어 비면 이게 물러. 네. Cải thảo mùa đông á thì mình ngâm nước muối, còn cải thảo mùa hè như vậy á thì mình xóc xóc lên gì mình để trong rổ cho nó tự ra nước luôn mọi người, không có đổ muối vô nha. Đó. 여름 배추는 싱거워서 설탕을 좀 뿌려줘야 간할 때. Và do là cải thảo mùa hè cho nên nó sẽ không có ngọt. Mình rải thêm ít đường cát vô đây nữa. Canh도 잘 먹고. Có nghĩa là mình muối muối cục với lại đường và không được nhúng nước, để trong rổ và để khoảng 10 phút nha mọi người. Trong thời gian đợi cải thảo ngấm gia vị thì mình sẽ sắc hành và các loại lê, trái cây hay là lê nè mọi người. Mình sắc khúc khúc gì để mình bỏ vô máy mình xay á, để cho nó có vị ngọt và ngon. Làm kim chi là phải có cái này mới được. Nếu mình muốn ngon nữa thì mình có thể bỏ thêm một trái táo nữa cũng được luôn. Sao qua ảnh đó hả? Thảo ảnh. Sao qua ảnh đó mình tâm bà sẽ chọn. Bái đi xin đây. Thả hai lần nè. Nhưng mà nếu như mình bỏ táo vô thì nó sẽ bị nhanh chua á mọi người. Đậy nắp lại. Gắn chui điện vô. Giật. Không ăn thua. Lắc mắc cười chị đại quá. Trời ơi, có cái máy sấy chà bá lửa đây không xài mà lấy cái đồ chút bẻ không kia khổ cực chẳng biết nữa thiệt tình. Để chữa cháy chị đại để cho vào đây một ít nước mắm nữa mọi người. Đó, lắc lắc lên. Mình cho vô đây một ít mắm tép và một ít cơm. Nếu như không có bột mì để quậy lên á thì mình dùng gạo, mình dùng cơm này mình xay cũng được mọi người. Đây là hỗn hợp lê, mắm tép và gạo cơm khi mình xay nhuyễn đây nè mọi người. Là mình phải xay ra như vậy. Tiếp theo là mình sắc cà rốt nha mọi người. Còn đây là hẹ mình sắc khúc á mọi người. Rồi sau khi 10 phút trôi qua mình sẽ rửa sơ lại với nước cho mọi người. Rửa sơ thôi nha chứ đừng có rửa nhiều. Và mình để ráo. Đây là bột ớt tươi nè mọi người. Ớt đỏ tươi mình xay ra. Mình làm kim chi muối sỏi á là phải có ớt này mới ngon được. Mùa hè các loại kim chi đều có cái món ớt tươi này vô trọng. Một ít gừng xay. Tỏi xay nữa mọi người. Rồi. Và hẹ. Mùa hè thì mình bỏ hẹ vô, còn mùa đông thì không có bỏ hẹ nha mọi người. Một ít bột ớt. Đây là bột ớt nhà làm nè. Bột ớt của anh Đại trồng á mọi người. Và bây giờ mình sẽ bỏ vô thêm một ít đường. Rồi, bỏ đường vô đi mẹ. Nè, nói cho xem. Đường.
우리는 처음으로 동물도 못 땄다. 계산. 계산돼 있습니다. 정대열은 잠깐만 이것도 넣을게. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cải thảo vô mình trộn lên nha. Bước cuối cùng rồi, sắp ngon rồi đó. Và một ít mè rang lên. Rồi bây giờ mình trộn đều lên nha mọi người. Lên màu đẹp quá. Ngon quá mọi người, cái mùi thơm nó bốc lên. Thèm chảy nước miếng luôn. Ở bên này ăn kim chi mỗi ngày mà vẫn ghiền không biết tại sao luôn. Đó, trộn xong rồi mọi người thấy ngon không? Lúc nãy là mình có bỏ thêm một ít nước mắm với lại bột ớt cho mọi người. Có không mọi người? Với lại một ít nước mơ ngâm. Mọi người có nước mơ ngâm thì bỏ, còn không ấy thì thêm đường cũng được, ăn niêm niếp thôi cho nó vừa ăn nó muốn ngon thì thêm xíu bột ngọt cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái thùng nha. Giờ mẹ chồng mình ăn thử nha mọi người. Thử vừa ăn chưa? Ngon rồi đó. Trời ơi, quay phim mà nuốt nước miếng luôn. Đó, trời đất ơi, có miếng kim chi mà không có thùng. Lấy cái thùng bự chà bá luôn nè. Kim chi đâu có bự nữa. Không mà hướng xúc rồi. Kim chi thì có một nhúm mà lấy cái thùng bự ông nội ơi. Cái giả lúa luôn ạ. Mãi tao mà nó mặn chết rồi. Ừ. Nước miếng ực ực luôn mọi người. Cái này là mình ăn liền luôn ngon. Mình khỏi cần bỏ ngoài. Hả? À ok,